Kính chào quý vị đang đến với chương trình Người trong cuộc do Ban chuyên đề Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Thưa quý vị, với sự phát triển của công nghệ thì giờ đây hầu như là phần đông trong số chúng ta ai cũng sở hữu trong tay một chiếc điện thoại thông minh smartphone như thế này. Nói đến điện thoại thông minh smartphone thì chúng ta không thể không nói đến mạng xã hội như là Zalo, Facebook, Viber. Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương sử dụng hiệu quả ứng dụng của mạng xã hội vào công cuộc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội và nhiều lĩnh vực khác của đời sống. Từ việc áp dụng mạng xã hội vào công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội thì Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ phía người dân, tạo nên một thế trận cực kỳ vững chắc trong trận chiến thời kỳ công nghệ 4.0. Và đây là nội dung chính của chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Thực hiện cái quy định 42 của Công an Thủ Đức, triển khai cái tuyên truyền qua mạng xã hội Zalo, Facebook. Hôm nay lực lượng công an phường xuống thì kết hợp với chủ nhà trọ, công an phường cũng có triển khai một cái mạng xã hội Zalo để kết nối người dân trên địa bàn. Qua đó sẽ tuyên truyền những cái mạng an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy rồi giao thông, cũng như những cái thông tin về vệ sinh môi trường, dịch bệnh. Thì có những cái thông tin gì đó kịp thời thì người dân liên lạc với chúng tôi qua cái Zalo để chúng tôi kịp thời cái xử lý những cái vấn đề đó. Có nội dung chúng tôi tuyên truyền. Rồi qua đó thì chị sẽ kết nối những cái phòng trọ của mình. Có những cái phòng trọ thì chúng chị kết nối vào để công nhân có những thông tin gì thì người ta qua chị, rồi chị kết nối lại với công an phường để kịp thời có hướng xử lý. Lực lượng cảnh sát khu vực á phải tăng cường thường xuyên xuống địa bàn, trong đó là công khai số điện thoại, và từng cái trường hợp mà người dân chúng tôi gặp á là chúng tôi xin cái số điện thoại, sau đó là kết bạn Zalo. Thì từ cái kết bạn Zalo đó chúng tôi mới đưa cái thông tin vào trong cái group về an ninh trật tự. Thì từ đó thì người dân sẽ cung cấp, chúng tôi sẽ hướng dẫn và người dân sẽ cung cấp những cái tin an ninh trật tự, hoặc là phản ánh những vấn đề an ninh trật tự, hoặc là phòng cháy chữa cháy. Có những vấn đề riêng thì người dân sẽ kết nối Zalo riêng, gửi chúng tôi riêng thì chúng tôi sẽ xử lý và chúng tôi sẽ báo riêng với cho người dân để bảo đảm cái tính bảo mật cho cái thông tin được báo lên. Công an khu vực cũng như công an phường và kết nối cái Zalo giữa người dân với lại công an thì phải nói, tôi nói cái chương trình này rất là hay. Chúng tôi rất là hoan nghênh, nó rất là tiện lợi. Tiện lợi thứ nhất là để mình có thể mình kiến nghị những cái mà bức xúc của người dân trong cái vấn đề an ninh trật tự, cũng như là cuộc sống hàng ngày của chủ nhà trọ, cũng như là các em thanh niên công nhân xa nhà tại đây. Cái tiện lợi thứ hai nữa là mình biết được những cái đường lối, chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương, cũng như quyền và nghĩa vụ của các em công nhân khi xa quê, cũng như là những cái mà có thể là thông tin kịp thời, nhanh nhất, mau nhất, lẹ nhất. Hiện nay xây dựng trên địa bàn là xây dựng được 6 cái nhóm Zalo ở các khu phố và công an phường. Thì với số lượng là mỗi cái nhóm là khoảng từ 500 đến 1.000 thành viên. Thì qua cái việc mà tuyên truyền nó thì chúng thấy là rất thuận lợi. Thứ nhất là việc mà chúng ta tuyên truyền cho người dân thì nó sự tương tác hai chiều. Tức là người dân với công an nó tin tức hay chiều nhau, khi mà công an phường có thông tin gì sẽ đưa lên trang Zalo thì người dân tiếp cận rất là nhanh và có thể phản hồi lại. Và cái này cũng rất là tiết kiệm chi phí cho người dân và cho lực lượng tuyên truyền. Ví dụ như là chúng ta phải in tờ rơi, với số lượng là 1.000 hộ dân thì mình phải in 1.000 tờ, tính trung bình 200 thì chúng ta mất mấy triệu bạc. Trong khi đó bây giờ chúng ta không tốn một đồng nào, chúng ta chỉ cần là một cái hình ảnh thôi, chúng ta gửi trên hệ thống Zalo thì ai cũng tiếp cận được. Thì chúng ta là người dân sẽ tiếp cận được cái thông tin tuyên truyền. Thì cái thông tin tuyên truyền đến người dân vậy thì người ta chia sẻ nữa, người ta chia sẻ cho người khác nữa thì 1 gấp 2, 2 gấp 4, 4 gấp 8 và cứ nhân lên cấp số nhân như vậy thì nó hiệu quả rất là cao. Cái hiệu quả của công tác Zalo tuyên truyền qua mạng xã hội trên địa bàn phường Linh Đông đến thời điểm hiện nay được ghi nhận hết sức rõ rệt. Chúng ta ghi nhận được các thông tin phản ánh của người dân về tình hình an ninh trật tự. Chúng ta làm tốt công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, tuyên truyền sâu rộng đến bà con nhân dân trên địa bàn đảm bảo công tác phòng chống dịch. Chúng ta làm tốt công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên địa bàn dân cư. Cái nhiệm vụ hết sức quan trọng của chúng tôi hiện nay là chúng tôi tuyên truyền về công tác thực hiện hai dự án của quốc gia là dự án dữ liệu dân cư và dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân gắn chip trên địa bàn phường và thậm chí trên địa bàn của thành phố Thủ Đức nói chung.
Thưa quý vị, lúc này chúng tôi đang có mặt tại Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Và để quý vị hiểu rõ hơn về quy trình khi mình gửi thông tin cho Công an Tân Phú, rồi Công an tiếp nhận và xử lý như thế nào, thì chúng tôi xin được trò chuyện cùng Thượng úy Đổng Tấn Trung, một trong những cán bộ tham gia trực tiếp vào việc tiếp nhận và xử lý thông tin quý vị gửi về Zalo Công an quận Tân Phú, quý vị nhé. Xin chào anh Trung ạ. Xin chào Đức Mạnh và quý vị khán giả. Dạ. Thưa anh Trung, khi một người dân ở trên địa bàn quận Tân Phú, người ta có một thông tin gì đó, người ta gửi về Công an mình qua cổng Zalo, thì mình tiếp nhận và xử lý thông tin đó theo cái quy trình như thế nào ạ? Thì đầu tiên là chúng ta ở đơn vị sẽ vào cái trang Zalo của Công an quận. Ở quận thì mình phân loại ra theo những cái loại tin báo. Thứ nhất là tin báo về tội phạm, tin báo về tệ nạn xã hội, hoặc là tin báo đua xe, báo về tiếng ồn. Thì khi mà người dân gửi thông báo tố giác về một cái vấn đề gì đó thì nó sẽ tập hợp ở trong đây, thì chúng ta sẽ bấm vào đó là nó sẽ hiện cái nội dung người dân cần thông báo. Và tùy theo cái những cái trường hợp là nếu mà những cái tin báo mà nó không cấp thiết thì là đơn vị chúng tôi sẽ là tập hợp lại là báo cáo hàng ngày cho chỉ huy quận. Còn nếu mà những cái trường hợp cấp thiết giống như là đánh nhau hay là cướp giật đồ thì là chúng tôi sẽ gọi điện báo trực tiếp cho chỉ huy quận để cử cán bộ xuống giải quyết nhanh chóng nhất. Trên cái giao diện Zalo Công an quận Tân Phú thì nó có rất là nhiều cái mục, ví dụ như là tội phạm nè, tệ nạn xã hội nè, đua xe, tiếng ồn. Cái này là khi người dân gửi về thì cái ứng dụng này nó tự phân loại hay là lực lượng của mình phân loại ạ? Không, cái này là do tôi tự nghiên cứu làm cái này. Nghĩa là cái phần mềm, cái giao diện như thế này là do Công an Tân Phú mình tự nghĩ ra. Ở đây thì tôi thấy là ví dụ như là ở tội phạm thì nó có 42 tin nhắn hả? Tệ nạn xã hội là 25, đua xe là 26, tiếng ồn là 55. Trong đây tiếng ồn là nhiều nhất. Ở thời điểm này thì tiếng ồn là mình nhận thông tin phản ánh nhiều nhất. Nhưng từ khi ra đời cho tới đến bây giờ đó, thì cái lĩnh vực nào là mình nhận phản hồi của người dân nhiều nhất anh? Tính nhiều nhất thì là người dân thông báo đa số là về tiếng ồn, giống như là hát karaoke gây ồn ào xung quanh, hoặc là tội phạm như là cái loại tội phạm lừa đảo rồi này nọ thì là người dân lên đây thông báo. Với lại cái đua xe nữa, đua xe thì thường xuyên là giống như là tích khoảng thời gian là tối là người dân sẽ bắt đầu thông báo nhiều. Cái này thì mình xử lý theo giờ hành chính hay là 24/24 hay như thế nào ạ? Cái này là xử lý giống như 24/24, tới cái ca trực của ai thì người đó sẽ trực tiếp giải quyết cái tin báo này. Tôi ví dụ nha, đang ngồi đây 10 giờ tối đi, mình nhận được thông tin người dân ở một đoạn đường nào đó của phường nào đó, người ta phản ánh là đang tập trung đua xe, thì mình xử lý như thế nào? Nếu mà người dân phản ánh ở một đoạn đường của cái phường nào đó thì là tại trong cái phần mà tố giác tin này thì là chúng tôi đã cài sẵn cái tích hợp là cái số điện thoại của số trực ban công an quận. Nếu mà cần trường hợp cần thiết thì người dân sẽ gọi trực tiếp, bấm vào cái nút trực ban thì nó sẽ gọi trực tiếp vào số trực ban công an quận để thông báo. Nếu mà người dân có thông báo mà gọi ở số trong công an quận không được thì là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho người dân là gọi cho công an phường, hoặc là chúng tôi sẽ thông báo trực tiếp cho ban chỉ huy để cử đơn vị xuống là giải tán cái đám đông đua xe đó. Từ khi mình triển khai cái ứng dụng này vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quận á, tôi cũng muốn hỏi là nó có những cái thông tin mà người dân gửi mà kiểu đùa giỡn không? Cũng có anh. Ví dụ như thế nào anh? Người ta cũng vô người ta gửi clip, hoặc là cũng gửi những cái hình quảng cáo đồ này nọ nhiều. Nhưng mà những cái trường hợp đó thì chúng tôi có cái phần mà yêu cầu cung cấp thông tin này. Đó, thì giống như mình răng đe người dân luôn, mình gửi rồi đó người dân sẽ thấy, người ta sẽ không gửi tiếp. Bảo mật thông tin cá nhân của người gửi thì mình giải quyết như thế nào ạ? Cái này là nó bảo mật tuyệt đối luôn anh. Trên cái này người ta nhắn thì nó chỉ hiện cái nick Zalo thôi, chứ nó không có hiện bất kỳ thông tin nào nữa. Nên là đảm bảo là bảo mật tuyệt đối cho người dân báo tin. Thường thường á, trung bình nó một ngày mà cái lượng thông tin mình tiếp nhận từ phía người dân á qua cái cổng Zalo này thì nó khoảng bao nhiêu tin ạ? Một ngày thì nó dao động khoảng từ 10 tới 20 tin. Mình là một trong những cán bộ tham gia trực tiếp vào việc tiếp nhận và xử lý thông tin người dân gửi qua Zalo. Anh thấy hiệu quả của cái ứng dụng này trong cái việc đảm bảo an ninh trật tự nó như thế nào trong thời gian qua? Nói chung là nó cũng rất là hiệu quả trong thời gian qua. Là ví dụ như là cái mục đua xe đi, trước đó thì người dân là báo tin về cái tệ nạn này là rất là nhiều, các đối tượng là thường xuyên tụ tập đua xe vào ban đêm. Thì từ khi mà tiếp nhận thông tin của người dân là công an quận đã tiến hành tổ chức kiểm tra và bắt được cái số đối tượng đua xe ở trên đường kênh Tân Quá, thì là từ lúc đó tới đi tới nay là không còn người dân nào phản ánh về cái tình trạng đua xe ở quận Tân Phú nữa.
dịch này từ khi làm đường á thì nó rộng ra thì có một số nó đưa xe thì dân có phản ảnh, nhưng mà hôm đó thì tôi nghe tiếng động tôi ra tôi quay đó, thì tôi quay hai lần, lần trước thì có gửi cho phường, lần sau thì gửi cái tổng của công an quận. Thưa ông, từ cái thời điểm mà ông cung cấp thông tin qua Zalo cho công an quận Tân Phú đến khi mà công an xử lý là nó diễn ra bao lâu ạ? Cái clip mà tôi gửi cho công an quận là lúc đó khoảng 9:30 tối gì đó. Thì nó đưa tôi gửi trực tiếp luôn, và công an quận là họ cũng trả lời liền, họ hỏi ở đâu này gì đó. Thì sau đó thì bữa sau thì bố trí xuống là xử lý. Dạ. Và sau đó thì tình trạng nó còn diễn ra không ạ? Nói chung từ đó tới giờ là nói chung nó rồi. Nó chỉ lẻ tẻ thì nó lại nó thấy không ổn rồi nó đi. Yeah. Thưa ông là một người mà cung cấp cái thông tin về đua xe trái phép cho công an, rồi sau đó công an xử lý vấn đề này trên địa bàn. Hỏi rất là thật ông là ông có sợ bị trả thù không? Không, tôi nghĩ đâu bị trả thù đó, tôi cung cấp là ngay chỗ công an quận mà. Thì tôi nghĩ là họ cũng có cái cách để như vậy. Dạ. Yeah. Vậy thì trước nay á, trên cái địa bàn mình á, theo tôi biết là trước nay trên địa bàn của ông sống á, thì vấn đề đua xe nó đã xảy ra rồi. Vậy thì trước khi có cái cổng Zalo này thì người dân phản ánh hay không? Và nếu phản ánh thì phản ánh bằng cách nào ạ? Tôi thấy người dân phản ánh thì nó nhiều kênh. Ví dụ là đảng viên thì nó phản ánh cái bộ, còn quần chúng thì ra khu phố thì như vậy nó lên tới trên thì nó chậm. Có khi là cho nên có khi nó không kịp thời. Vậy thì với cái kênh Zalo này thì nó nhanh, bởi vì nó tức thiện rồi. Nhiều người thì họ khi người ta phản ánh thông tin lên cái cổng Zalo này cho công an quận ấy, thì người ta cũng sợ cái thông tin của người ta bị lộ và không có đảm bảo an toàn về tính mạng của họ. Ông thấy như thế nào? Cái này cũng tùy theo người thôi, bởi có cái là cái quan hệ cuộc sống ở dưới ngoài xã hội thì có những người nó cũng ngại, cũng đúng cho nó, nhưng mà có cái là người ta cũng phải, khi người ta gửi người ta cũng tin vào chỗ công an không vậy. Nói chung có Zalo mà dân nó phải người ta biết á, người ta sử dụng thì rất là hiệu quả, bởi vì nó nhanh. Khi xây dựng cái trang Zalo này thì chúng tôi đã ký kết với lại Zalo Việt Nam về cái điều khoản là bảo mật thông tin tuyệt đối về cái nguồn thông tin mà nhân dân cung cấp liên quan an ninh trật tự đối với lực lượng công an. Thì các bạn biết đấy là trước đây thì khi muốn cung cấp một cái thông tin gì liên quan đến tình hình an ninh trật tự thì người dân phải đi lên công an phường hoặc là lên một cái đơn vị cơ quan chính quyền nào đó để cung cấp. Tuy nhiên thì hiện nay thì người dân chỉ cần ở nhà, ví dụ đi ngang qua một chỗ nào thấy tình hình có khả năng xảy ra mất an ninh trật tự thì người dân chỉ cần chụp ảnh hoặc là quay một cái video hoặc là nhắn tin trên cái mạng Zalo thì chúng tôi sẽ trực tiếp nhận được ngay. Trên cơ sở đó thì ở trên công an quận cũng như là công an các đơn vị thì là có cái bộ phận là xử lý thông tin và sẽ báo cáo ngay cho chỉ huy trực trong ngày để mà điều động anh em xuống xử lý ngay. Sau khi xử lý xong thì sẽ có cái trả lời lại cho người dân, cái người mà đã phản ánh cái thông tin đó, cho người dân biết là cơ quan công an đã qua cái thông tin của người dân thì cơ quan công an quận, công an phường đã xử lý thông tin như thế, đã xử lý. Và cái việc này thì là được bảo mật tuyệt đối, có nghĩa là chỉ người dân và lực lượng công an biết, chứ không ngoài ra không ai biết, cho nên là nó rất là đảm bảo cái tính bảo mật. Vì vậy là người dân rất yên tâm, không có sợ bị trả thù. Trong thời gian tới thì sẽ cố gắng là vận động 100% cái người dân trên địa bàn quận Tân Phú để mà kết nối vào cái trang Zalo này để vừa là tìm hiểu cái thủ tục hành chính, vừa là thông báo cho lực lượng công an những cái vấn đề liên quan đến an ninh trật tự để làm sao đảm bảo một cái môi trường yên bình trên địa bàn quận Tân Phú. Thưa quý vị, khi mạng xã hội phủ sóng đến từng hộ dân, thì việc tương tác giữa công an cơ sở với người dân đã giúp mở rộng phạm vi cung cấp thông tin của người dân cho công an. Và thông qua đó thì lực lượng công an sẽ cập nhật một cách nhanh nhất những thông tin phản ánh của người dân, kịp thời ngăn ngừa, xử lý và hạn chế đến mức thấp nhất những hành vi phạm tội có thể xảy ra, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân. Và thưa quý vị, chương trình Người Trong Cuộc đến đây cũng xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.